huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Dự lễ có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đơn vị của Trung ương và địa phương. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trao bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao huân chương lao động hạng 3 cho huyện Vĩnh Lộc. Sau gần 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có 15 phần 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt mùng 9 tháng 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng giá trị các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện ước đạt 42,15 triệu đồng, trong đó khu vực nông thôn ước đạt 41,56 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và cao hơn khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 29,04 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,12%, thấp hơn 1,47% so với bình quân chung của tỉnh. Số tiêu chí bình quân toàn huyện tăng 13,67 tiêu chí xã, nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao ngày càng được nhân rộng. Ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Điều phối Nông thôn mới Thanh Hóa, đã đánh giá cao nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lộc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Phát huy tinh thần đoàn kết, với cách làm sáng tạo, sau 9 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, ông Lê Đức Giang nói. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng biểu dương và chúc mừng thành tích của huyện Vĩnh Lộc, đồng thời nhấn mạnh, huyện Vĩnh Lộc dù không nằm trong kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu quyết liệt của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, sau gần 10 năm triển khai chương trình, huyện Vĩnh Lộc đã trở thành một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới. Thanh Hóa là tỉnh có số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đối tượng triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều nhất cả nước, với 573 xã. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, bằng nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 6 đơn vị cấp huyện, 341 xã, gần 60% số xã, và 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu trước một năm so với kế hoạch đề ra. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một trong năm chương trình trọng tâm của tỉnh. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Lộc cần tiếp tục xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí đã đạt được. Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân là mục tiêu phấn đấu.